vô cái nhà bây giờ hiện tại là mình tới chỗ cái bè Tiền Giang rồi nha. Đó, hiện tại là phong cảnh ở dưới đây nè. Đó, đây hiện tại có cái cầu. Đó, hiện tại đi cùng với anh em nha. Đâu sầu riêng đâu. Nói chung á, đường này đường đan nhỏ quá, không có đủ đường xe hơi vô nên cả nhóm phải lội bộ vô. Giờ mày đi tao quay với mày nè, mày nói chuyện đi, mày hướng dẫn đi. Sao? Hướng dẫn, đây là nhà em. Chưa, tới nhà gì đây là con đường vô nhà em. Mày quay mà đéo nhìn camera thấy mày nhìn. Nè, vô. Con đường vô nhà bạn em. Đó, đây là con đường vô nhà bạn em nha quý vị. Đó, giờ khu kia mảnh đất mới hút que mở. Đó, đây là con đường vô nhà của bạn em nha, cái nhà. Nó chạy ra. Đó, hiện tại bây giờ cả nhóm đi bộ vô. Nói chung từ ngoài vô chắc cỡ 300 mét á. Mới sớm mà chưa ăn cái gì hết á. Mày quay mày hầu quay ở trên rồi vậy. Mày quay mày điên hả mày. Đó, dưới đây người ta trồng sầu riêng với trồng mít rất là nhiều. Ở đây là cái bè Tiền Giang cây lại, xã Hiệp Đức. Đó, đây là người em của em và một người anh của em. Đó, anh của em là con vợ hụt dưới đây á mấy anh. Mọi người, anh của em là... Đó, mấy anh em rất là vui nha, đâm chém nhau không. Cứ đưa tôi lên hình mày. Thật sự dưới quê ở đây rất là bình yên nha, buổi sáng kiếm chỗ ăn sáng hơi bị khó nha. Ừ, ngoài vô đây là thấy nhà không. Đó, đây là có một cái bồn chuối nha. Ở đây có một cái cây gì rất là cao mà thẳng băng luôn, không biết cây này là cây gì luôn. Đó, đây là một cái dừa. Đó, hiện tại bây giờ mình vô cái nhà rồi. Đó, đây là đường vô nhà. Đó, giờ mình quẹo đây. Nói chung mọi thứ bàn ghế đây đã chuẩn bị đầy đủ rồi, sẵn hết rồi, bây giờ chỉ chờ thôi. Đó, hiện tại buổi sáng giờ mình vô đây mà chưa ăn nên giờ ngồi đây đợi. Đó, hello nha cả nhà, hiện tại đang trong nhà, bây giờ để vô ra đằng sau bếp coi mọi người đang làm gì. Giới thiệu tôi là Tuấn Benuil, ok mọi người. Biệt danh là mèo con đúng không? Đó, anh mang đây là anh Bảy Sikula nha mọi người. Đó, đây là bé Quyên, Lệ Quyên, Tiên Quyên. Đó, đây là béo xanh bé Bưng. Đó, mọi người đang sắp gỏi bánh hỏi. Đó, còn đây là bò xào với chả. Nói chung bây giờ chưa đủ món nha cả nhà, mới được có vài món đầu à, cũng đang làm.
Đó, về đây còn sẽ ghé đây là cái vườn sầu riêng với mít. Đó, đây là có trái mít nha cả nhà. Đó, đây rất là rộng. Để còn đi trong đây xem có sốt trái nào không, là ở đây dưới đây là thu hoạch rồi nha. Đó, còn phát hiện đây có một cây đậu bắp. Ồ, trái đậu bắp này rất là lớn nha. Chắc trái này cũng già rồi nha cả nhà. Wow. Cả gan tay luôn nha cả nhà. Trái đậu bắp khổng lồ. Đó, đây là nguyên cây của nó luôn. Này còn đi trên đường còn thấy nha, nên còn sẵn quay cho cả nhà xem luôn. Đó, trái này cũng lớn nha. Nhà cũng cả gan tay đấy. Đó, còn đang đứng ngay trước cửa nhà bạn còn. Đang qua một cái vườn nhà hàng xóm nha, kế bên nhà bạn Tòng. Ở trong đây còn thấy có vài chiếc xe máy, còn nghĩ là chắc trong đây có người đang thu hoạch hay là đang chăm sóc cây. Đó, còn đang tính mấy cái bao đổ phân, phân bón. Đó, hiện tại anh này anh đang, ủa mà anh đang làm gì anh? Cái này là mình gãy lăng, chuẩn bị làm gốc. Gãy lăng anh? Gãy lăng làm gốc. Ồ. Ủa mùa này mình thu hoạch hết trái anh? Ừ, này là làm ví dụ có bông ra qua Tết bác á. À giờ làm là qua Tết là thu hoạch đúng không anh? Ừ, qua Tết tới về ha. Dạ dạ ok, để em sắp xếp và về bạn em chơi chung nè anh. Tại lâu lâu em cũng hay về đây chơi anh. Tết là về là trái lũ hủ. Ồ. Cái này mua tại vườn luôn á, vô ăn về đây. Ăn là mua tại vườn luôn á. Ồ. Trồng một cái gì khoảng 6 tháng mới thu nhập được anh. Mấy cây tới 5 năm ăn chứ. 5 năm hả? Ừ. 1 năm mình ăn một lần. Ồ, 1 năm mình ăn lần. Ủa gì ngày nào mình cũng phải ra đây chăm sóc anh hay là sao anh? Tới cử đi ra xịt, ra tưới rồi về cũng, à. Vô cũng ra đọt rồi mới xịt chứ. Dạ. Ra thăm vậy rồi về. À. Bạn em á, nhà bạn em kế bên đây nè. À. Ba nó cũng có trồng sầu riêng á. Ừ. Đó, cây này là cây sầu riêng nha. Ủa ngoài ra ở đây trồng sầu riêng còn trồng được gì không anh? Mít chôm chôm á. Ừ. Ủa trong vườn này của mình là có chôm chôm mít không anh? Không, có người trồng người không. À. Ủa đây là một cái vườn này là của mình hết luôn hay là có nhiều nhiều người anh? Một người à, chủ một, à. Một chủ. Mà bên đây của anh là trồng đa số trồng à, sầu riêng không anh? Rồi, sầu riêng nhiều nhất. Mít là dạng như ăn cây tạm thời thôi. Dạ. Đó, hiện tại anh này đang đi gãi cần cây nha. Ủa mình đây mình trồng sầu riêng mình có cần tưới nước gì không anh? Tưới chứ. Ngươi tưới anh. Ủa em thấy mấy cái đường, có mấy cái đường ống nước này nè anh. Tưới đó, mấy ống đó là tưới đó. À. Do mình bật mua tưới lên là tự nó tưới à. À mình bật mua tưới là tự tưới anh. Là mình đâu có cần đi tưới cần cây đâu đúng không anh? Không. Xưa thì có chứ giờ không. À, nói chung giờ hiện đại hơn đúng không anh?
Dưới cây lại này em thấy tiền ở đây cây lại đúng không anh? Cây lại. À. Dưới đây em thấy người ta trồng sầu riêng nhiều anh. Nhiều, thấy nhiều ạ. À. Mùa này là thu hoạch hết luôn rồi. Tưởng ừ. Còn muôn trái ăn thử tại vườn luôn anh. Quá chín là ăn thoải mái. Dạ. Đó, ở đây phát hiện một còn sót một trái sầu riêng nha. Này nó đang leo lên hái. Từ từ anh ơi. Ồ. Đó, ở đây là anh đang hái trái sầu riêng xuống nha cả nhà. Ồ. Cái này là chín luôn anh. Chưa. Rồi. Đó đi cái sầu riêng. Tặng cái sầu riêng nè. Ủa, tặng luôn nè. Anh. Nhiều anh kính đi. Thôi. Đó còn về miền Tây còn ghé vô vườn trái cây sầu riêng của chú Ẩn thì được chú Ẩn tặng một trái sầu riêng nha cả nhà. Xuất sắc luôn. Đó. Trái này còn nghĩ chắc cũng có 3 kg đó. 3 4 kg á. Trái này bự à. Bây giờ hiện tại cũng 12 giờ trưa rồi. Nãy giờ cũng ăn tân gia xong rồi nha cả nhà. Ăn xong cũng lúc 11 giờ hơn rồi còn cũng có nghỉ ngơi. Hôm nay là đi hai chiếc xuống, một chiếc là đi chung nhóm bạn với một chiếc là cũng trong gia đình đồ á. Có ông anh chở mấy cô mấy dì xuống đây để ăn tân gia nhưng mà giờ cái anh đó ông anh đó ông nhậu vô ông xỉn rồi nên ông không chở về được, ông sẽ đi về xe kia. Bây giờ xe này còn sẽ chở mấy cô mấy dì về nha cả nhà. Đó hiện tại còn sẽ đi chiếc này để chở mọi người về nha. Đó hiện tại còn lên xe rồi nha, chuẩn bị bắt đầu từ cái bè về lại Sài Gòn nha cả nhà. Bye bye nha cả nhà, mọi cả nhà xem clip nhớ cho Toàn một like một chia sẻ nha mọi người, nhớ đăng ký kênh của Toàn nha mọi người. Bye bye.